Chào các bạn, mình sẽ đưa ra một cái số gợi ý nhỏ về cái việc chọn đàn, nó liên quan tới big cup. Ở trong đây mình sẽ không nói cái nào hay, cái nào dở, nhưng mà mình chỉ đưa ra về cái cách sử dụng, cái kiểu nhạc mà mình sẽ muốn chơi cho nó phù hợp, để bạn hiểu về nó, rồi sau đó bạn sẽ suy nghĩ về là cái việc là mình sẽ thích chơi với cái nào, thích nó phù hợp với mình cái nào. Ok. Những cái này là ý kiến mà mình sẽ dành cho người mới nha, tại vì dạo này có nhiều bạn hay hỏi về mua đàn như thế nào á, mà mình không có đủ thời gian để trả lời cho tất cả, nên mình sẽ làm cái này, ai hỏi thì mình sẽ gửi video. Còn nếu vẫn chưa hiểu thì cứ nhắn tin lại để mình trả lời, nó sẽ riêng tư hơn, nó dễ hơn. Ok. Ở bên tay trái này các bạn, mình sẽ lấy ba cái loại big cup mà thông dụng ở ở ở Việt Nam này, có nghĩa là mình sẽ hay dùng nó và phù hợp nhất. Để mình nói cho nó dễ nha. Tiếp cận được ba cái loại bích cúp này nó cũng đỡ hơn rồi. Ok, bây giờ đầu tiên đó là ba cái bạn nhìn vô màn hình bên tay trái nè. Ở đây mình có ba cái bích cúp gọi là single coin, nó là bích cúp đơn. Thì các bạn thấy là khi mà sử dụng cái này nó phù hợp cho cái việc đệm nhạc, có nghĩa là cái tiếng của nó sẽ sáng hơn, nó long lanh hơn, nó nảy hơn. Nó phù hợp như thí dụ như là ballad cũng được, rải 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 cái tiếng nó bay long lanh, rồi hay là strumming, rồi đệm palm mute nữa, nghĩa là tiếng nó cong 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 lại đó, thì cái single coil nó sẽ dễ ra hơn. Nhưng mà nó bị cái đó là cái tiếng khi mà mình đánh distortion đó, cái beat cup mà gần con ngựa, nó sẽ bị mỏng so với lại những cái beat cup khác, so với những cái hum này, so với như hum bất này, thì đó thì nó sẽ được cái này và mất cái kia, nhưng mà bù lại là nó sẽ rất là dễ sử dụng. Và thí dụ như mà mấy bạn mà ở tỉnh xa, mình không có điều kiện để mua dây liên tục, thay dây liên tục, hoặc là mình không có thời gian để đụng đàn liên tục, thì thí dụ như cái dây nó sẽ bị xuống màu, nó sẽ bị tối màu đi, thì cái bích cấp và ba cái bích cấp này nó sẽ hỗ trợ cho cái việc là ok, nó vẫn sáng, nó vẫn nảy lên chút đỉnh. Ok, thì đối với mình là ba cái bích cấp single coil này, cái đơn này nó phù hợp cho những cái bạn mới tập mà nó rất dễ sử dụng. Ok, rồi bây giờ mình sẽ đi qua hai cái hum này nó dành cho việc là đánh tiếng phơ chặt, có nghĩa là nó chặt rốt nó sẽ dày hơn, tại vì nó là hai cái hum mà, nên nó sẽ dày hơn và sử dụng tiếng phơ rất là ổn. Nhưng mà ngược lại nó bị cái là cái tiếng clean nó bị tối, nó bị đục, nó bị mập. Nhưng mà nếu như có cái đàn mà có tách coil á, thì cái volume của nó có cái nhấn xuống push, cái push nhấn xuống, còn không thì kéo ra tùy theo loại. Nó gọi là tách coil. Thì khi đó nó sẽ dùng một nửa của cái humbucker đó. Thì lúc đó nó gần giống như cái single coil vậy, thì nó sẽ sáng lên. Nhưng mà cái chất của nó cũng không giống như sinh của coi được, mặc dù nó vẫn có sáng, nó vẫn có long lanh. Thì đó là cái cách chọn nếu mình muốn, nghĩa là cái tiếng clean lúc đó nó vẫn sáng, nó đỡ hơn, với điều kiện là có tách coi nha, còn nó không có thì chịu. Thiếu giả sử như các bạn mà ở tỉnh xa, không có thay dây thường xuyên, không có ship dễ, thì lỡ mà dây cũ rồi, tháng trời dây cũ rồi mà cộng với lại cái hum này nữa thì nó sẽ tối thui luôn, lúc đó mình đệm nó cũng bị khó khăn, nó sẽ bị tối. Cái sự lựa chọn của nó cũng không đa dạng bằng, nhưng mà nó chỉ được cái là cái tiếng clean của nó, cái tiếng distortion của nó rất là dày và chặt rất là tốt. Cái đó là cái hum. Còn đối với cái chính giữa này, không, cái chính giữa này là ba hai cái một cái hai cái S với là một cái hum bất, thì nó phù hợp với đa thể loại, đến tiếng clean nó cũng sáng, đến tiếng phơ nó cũng dày, nói chung là ổn. Theo mình thấy là cái HSS này nó là ổn. Lúc đó cái giá tiền của mình bỏ ra tỷ lệ thuận với lại cây đờn thì nó sẽ tốt hơn cho mình sử dụng. Ok, thì khi mà cảm nhận được như vậy rồi thì các bạn có thể suy nghĩ về cái việc là mình sẽ nên chọn cái nào. Ở đây là nó phù hợp chứ nó không không có hay hơn, không có cái nào hay hơn. Mỗi cái nó sẽ có một cái hay riêng của nó, một cái thế mạnh riêng của nó. Cái thì được tiếng clean, cái thì được tiếng phơ. Clean ở đây là có người thích sáng, có người thích mộc mộc trầm trầm, có người thích tối tối tối. Có nghĩa là trước khi mua đàn mình phải hiểu mình là mình sẽ chơi cái nhạc gì, mình sẽ chơi như thế nào, mình có muốn rock không, hay là mình muốn chơi
để mình muốn chơi solo đơn giản hay là mình muốn cái gì đó gào thét hơn thì mình phải hiểu mình cái đã, rồi mình mới chọn đàn. Ok, còn mình thì sử dụng tới ba cây đờn lận, ba cây đờn có ba cái pickup giống vậy, thì mỗi thể loại mỗi kiểu mình chơi theo cái nó phù hợp á, nó sẽ nói chung là mỗi cái nó mỗi khác, mỗi cái nó có một cái sở trường riêng của nó sẽ hay theo cái cách của cái đàn người ta sản xuất ra, chứ mình sẽ không nói là ồ cái này dở không nên mua, cái này không nên mua, thí dụ như vậy, không hề. Mình chỉ nói là phù hợp với bạn. Cái đây là cái clip dành cho những cái bạn mới và đặt câu hỏi về cái việc chọn đờn nha. Nếu như mà vẫn chưa hiểu thì có thể nhắn tin lại để mình nhắn cho bạn riêng tư hơn. Ok.